Thưa quý vị, với việc Thủ tướng đồng ý thông qua chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức, bất động sản ở khu vực Thủ Đức hiện nay đang sở hữu nhiều tiềm năng sinh lời rất lớn. Và dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại, thể thao và dịch vụ giải trí Phúc Yên Prosper Phố Đông vừa chính thức được triển khai, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng thu hút các nhà đầu tư. Sáng ngày 5 tháng 12, dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại, thể thao và dịch vụ giải trí Phúc Yên Prosper Phố Đông đã chính thức được triển khai. Đây là một trong những dự án nổi bật thuộc cửa ngõ trung tâm thành phố, chiếm vị trí đắc địa tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, dễ dàng di chuyển đến con đường mua sắm trung tâm Sầm Uất Võ Văn Ngân, liên kề với tuyến đường Tam Bình Cây Keo Bình Phú, di chuyển đến tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Toàn bộ căn hộ Prosper Phố Đông được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, liên kề nội khu có hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm hồ bơi, trường học quốc tế, trung tâm mua sắm và thể thao, phòng spa. Đặc biệt, với mật độ xây dựng chỉ 34%, dự án được bao phủ bởi mảng xanh và khi sinh hoạt cộng đồng sở hữu không gian sống trong lành. Theo chủ đầu tư, dự án bàn giao nội thất cao cấp bao gồm bồn tắm đứng, sàn gỗ, phòng ngủ, kệ bếp trên và dưới, gạch lót nền, cửa thép chống cháy. Ngoài ra, hệ thống bãi để xe rộng 2.900m², hệ thống thang máy tốc độ cao, hệ thống báo cháy tự động, camera giám sát toàn khu, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và bảo vệ 24/24 an ninh là những điểm nổi bật thu hút sự quan tâm không chỉ các cá nhân hộ gia đình mà còn cả nhà đầu tư. Với cái tiêu chí chất lượng cũng như là những cái nội thất, những cái tiện ích đẹp hơn để cho người dân sống ở đó cảm thấy nó thoải mái và thoáng mát. Tâm điểm của cái dự án này hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh là nó nằm ở cái đường Tô Ngọc Vân và nó nói đi ra được tới sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là đi ra quận Nhất thì rất là gần. Và cái thứ hai nữa là cái dự án này ở đây về quy mô dự án thì khối 23 tầng, trong đó thì có 3 tầng thương mại nữa và có 2 tầng hầm. Và cái quy mô dân số là khoảng 1.128 người. Với thế mạnh giao thông thuận lợi, sở hữu phức hợp mua sắm giải trí quy mô, Phúc Yên Prosper Phố Đông được kỳ vọng là điểm đến mới của người dân khu vực Thủ Đức cũng như các vùng lân cận.